Xin kính chào quý vị và các bạn, là quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe để chúng ta đi gia đình, một chiếc xe 7 chỗ gầm cao và rất được lòng khách hàng trong những năm vừa qua luôn. Đó chính là chiếc xe Fortuner nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là Fortuner máy xăng số tự động 1 cầu 2019. Xe đi được 27.000 km, mang biển số Vũng Tàu. Đi được có 27.000 km thôi nha các bạn. Màu ngoại thất là màu đồng ánh kim. Và cái xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia luôn nha các bạn. Vừa được công ty mình thu về từ hồi chiều tối muộn ngày hôm qua. Hôm nay thì mình mới có thời gian để mình đi quay cận cảnh để cho các bạn chúng ta thấy thực tế. Thì hiện trạng của cái xe là chưa được vệ sinh, chưa được làm gì hết. Bước tiếp theo là sẽ được đem đi kiểm tra chất lượng 176 hơn 1 nè. Làm đẹp theo công nghệ Maruguri độc quyền của Toyota Tân Cảng và cuối cùng thì mới chào bán. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh cái xe chưa được làm đẹp để cho các bạn chúng ta thấy thực tế, và nếu như yêu thích thì các bạn chúng ta có thể liên hệ ngay với mình để mà xem xe thực tế và chúng ta có thể đặt cọc để mà giữ xe nha các bạn. Thì sau khi cái xe hoàn thiện thì chúng ta lên đóng đủ tiền và nhận xe. Rồi xin mời các bạn cùng mình đi cận cảnh cái xe Fortuner 2019 nha. Mình đi từ trước xe nè các bạn. Một cái đèn zin theo xe nha. Đó, chưa từng thay thế. Rồi. Không có bị bể vỡ gì hết trơn. Nguyên hiện trạng thì nó hơi bị ố nè các bạn. Thì công ty mình sẽ tiến hành đánh lại. Cản thì theo mình thấy nè, không có một vết xước đâu luôn. Thì đối với chiếc cản này công ty mình sẽ không có sơn lại, chỉ cần đánh bát đánh bóng thôi. Rồi, mặt ca lăng nè. Nói chung chỉ bị bụi bặm thôi. Rồi bên phía phụ nữa các bạn. Cản trước bên phía phụ thì có một số có vết xước nè. Đây, chỗ này thì công ty mình sẽ tiến hành sơn và đánh bóng lại. Nói chung xe cũ mà khi thu về các bạn thì chỗ nào mà trầy xước thì công ty mình sẽ tiến hành sơn và đánh bóng lại. Còn có một số có vết xước mà nhẹ thì công ty mình chỉ cần đánh bát đánh bóng là ra thôi, không cần phải sơn, để cố gắng giữ được cái màu sơn zin của xe nha. Còn về tình trạng đâm đụng tai nạn ngập nước thì những cái đó là công ty mình cam kết rồi, cho nên các bạn chúng ta yên tâm, không cần phải lo về những vấn đề về chất lượng xe nha. Rồi tình trạng mâm lớp, do xe chỉ đi được có 27.000 km thôi cho nên hiện tại lớp vẫn còn lớp zin theo xe nha các bạn. Lớp zin theo xe, 4 lớp zin theo xe và lớp sức cua chưa hạ. Đây, rất là dày luôn. Đối với chiếc lớp này các bạn chúng ta đi thêm khoảng độ 60 đến 70 ngàn nữa mới có thay nha. Mâm không còn vết trầy nào luôn nha các bạn. Chung xe gia đình đi giữ cũng kỹ á. Rồi đăng kiểm ở đường bộ nữa các bạn. Xe thì đăng kiểm tới tháng 11 năm 2023 và đường bộ thì tới tháng 5 năm 2023 nha. Cho nên các bạn chúng ta cứ để nguyên mà dùng, thì gần tới đó thì chúng ta đi đăng kiểm và đóng đường bộ lại. Cửa nẻo của xe là cửa zin, nước sơn zin, chưa từng sơn dặm nha. Phụ kiện thì đã có dán phim che mưa chắn cửa. Những phụ kiện cơ bản đã có rồi. Phía sau xe nè các bạn. Đây, ốp viền đèn, rồi nẹp chống chạy cốp. Biển số cũng khá là đẹp nè, 72A35400. Đây. Rồi gầm bệ phía dưới nè các bạn. Đó. Gầm bệ còn nguyên giống màu son từ nhà máy luôn. Chung xe này một phần là DS các bạn, phần thứ hai là đậu xe cũng trong nhà, cho nên cái chất xe còn rất là đẹp luôn. 2019 đến nay 3 năm rồi mà đi được có 27.000 km thôi, một chiếc xe gia đình hoàn toàn luôn. Rồi mình vô trong mình coi cái nội thất xe nha các bạn, ngoại thất khá ok rồi, một số vết xước nhẹ thôi. Rồi bên trong xe nè, tắp bi cửa đó các bạn. Rồi ghế da chỉnh điện, rồi nẹp bước chân lên xuống nè, inox nè, rồi chảy xe, rồi trần 3D màu kem, rất là sáng cái xe luôn. Bao tay lái, rồi đầu DVD, điều hòa tự động, số tự động, mọi thứ cũng rất là mới nha các bạn. Để mình quay từ từ, quay cận cảnh cho các bạn thấy thực tế nha. Xe này chưa được làm đẹp nha các bạn. Thì sau khoảng độ 5 đến 7 ngày làm việc thì cái xe này sẽ hoàn thiện mọi quá trình, từ khâu kiểm tra chất lượng tới khâu làm đẹp, thì khi đó thì sẽ chính thức được chào bán. Thì ngay thời điểm hiện tại thì các bạn chúng ta có thể lên coi xe được rồi, lên coi xe thực tế luôn để chúng ta nếu như yêu thích thì chúng ta có thể đặt cọc để mà giữ xe. Sau khi cái xe hoàn thiện thì sẽ tiến hành bàn giao cho các bạn. Rồi có cái lúc trước chủ trước có lắp thêm cái cản inox phía sau nè, thì công ty mình đã tháo ra để mà chạy về, nhiều khi sợ lắp vô á thì chạy dọc đường gặp công an thì người ta sẽ phạt nha các bạn. Tại vì cái cản lắp vô thì nó ảnh hưởng đến phần chiều dài của xe, cho nên nhiều khi gặp công an sẽ bị bắt, cho nên công ty mình đã tháo ra nè. Đã. Còn nếu như các bạn chúng ta thích thì công ty mình sẽ ghi lại lắp lại cho các bạn nha. Khi chúng ta đi đăng kiểm thì chúng ta tháo ra. Rồi, cái da rất sạch sẽ luôn.
mọi thứ rất là mới nha các bạn. Xe nhập khẩu nữa thì độ bền cao rồi, cái cách âm cũng tốt nữa. Những cái độ hoàn thiện chi tiết của xe thì nó sắc sảo hơn so với những xe lắp ráp Việt Nam. Rồi, chiếc xe Fortuner máy xăng số rộng một cầu 2019, xe nhập khẩu thị trường Indonesia, chạy được 27.000 km, mang biển số Vũng Tàu, màu ngoại thất là màu đồng ánh kim. Cái xe này đang được công ty mình dự kiến chào bán với mức giá là 1.005.000.000 nha các bạn, 1.005.000.000. Thì nếu như các bạn chúng ta quan tâm, hãy gọi cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha. Mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán và vay ngân hàng để mà mua xe nếu như chúng ta muốn vay thêm ngân hàng nha. Và sau đó thì sẽ hỗ trợ các bạn xem xe thực tế, lái thử, cảm nhận rồi chúng ta quyết định lựa chọn một chiếc xe sao cho nó phù hợp với gia đình mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Fortuner máy xăng 2019 của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.